Số 659, Kinh Đại Thừa Bảo Vân, Quyển 7, Phẩm 7, Bảo Tích. Bây giờ Đức Phật bảo Bồ Tát Bảo Tích: Này Tỳ Nam, có bốn loại pháp làm thoái mất trí tuệ của Bồ Tát, nghĩa như là bốn. Đó là: một, đối với chánh pháp Phật, tâm không tôn trọng cũng không cung kính. Hai là người nói pháp mà bỏng xẻng đối với pháp. Giả sử có người đến cầu chánh pháp thì không giảng nói cho họ, tạo sự khó khăn cho người ưa pháp. Ba, che giấu lỗi lầm, tự tánh kiêu mạn. 4. Lại thêm hủy bán người nói chánh pháp. Này Bảo Tích, đó là bốn pháp làm thoái thất trí tuệ. Thì Nam, có bốn loại pháp làm tăng trưởng trí tuệ lớn của Đại Bồ Tát. Những gì là bốn? Đó là: một, kính trọng chánh pháp và người nói pháp. 2. Tùy chỗ nghe được chánh pháp vi diệu, vì người khác lòng nói phân biệt. 3. Tâm không mong cầu, không cầu danh tiếng mà nói pháp, xin cầu chánh pháp như cứu lửa cháy đầu. 4. Tùy phép nghe được, thọ trì kiên cố, tu hành chánh pháp, không chỉ nói danh tự suông. Thì Nam, đó là bốn pháp làm tăng trưởng trí tuệ lớn của Bồ Tát. Thì Nam, có bốn loại pháp làm thoái mất tâm đại bồ đề của Đại Bồ Tát, những gì là bốn? Đó là: một, không thuận theo các bậc hòa thượng A-xà-lê và tất cả phước điền. 2. Người không nghi mà làm cho nghi ngờ. 3. Người thấy người hành đại thừa liền hủy bán họ. 4. Lừa dối tự tâm và lừa dối người. Thì Nam, đó là bốn pháp làm thoái mất tâm Bồ Đề. Này Thì Nam, có bốn loại pháp khiến đời đời kiếp kiếp tâm Đại Bồ Đề của Đại Bồ Tát tự nhiên hiện tiền, khoảng giữa không mất cho đến khi ngồi nơi Bồ Đề nơi Bồ Tát đạo tràng. Những gì là bốn? Đó là: một, ta mất thân mạng chứ không bao giờ nói dối, cho đến nói đùa cũng không nói lời hư vọng. 2. Đối với các chúng sinh, khởi tâm bình đẳng, tâm không tự dối cũng không dối trá người. 3. Đối với các Bồ Tát, sinh tưởng Thế Tôn. 4. Không vui theo pháp tiểu thừa. Thì Nam, đó là bốn pháp khiến đời đời kiếp kiếp tâm đạo Bồ Đề tự nhiên hiện tiền, khoảng giữa không mất cho đến khi an toàn đến Bồ Đề đạo tràng. Thì Nam, có bốn loại pháp làm cho tất cả thiện căn của Đại Bồ Tát không được sinh trưởng, những như là bốn. Đó là: một, tự tánh kiêu mạn. 2. Xin cầu học văn chương chú thuật của thế gian. 3. Xin cầu lợi dưỡng tham đắm danh tiếng lợi dưỡng. 4. Dùng tâm dối trá lừa dối kẻ khác. Thì Nam, đó là bốn pháp làm cho tất cả thiện căn của Đại Bồ Tát mà mãi không tăng trưởng. Thì Nam, có bốn loại pháp làm cho tất cả thiện căn của Đại Bồ Tát đời đời kiếp kiếp tăng trưởng thù thắng trong sáng, không còn thoái mất. Những gì là bốn? Đó là: một, xả bỏ tất cả pháp bất tịnh, xin cầu tất cả chánh pháp của thanh tịnh. Chánh pháp nghĩa là sáu pháp ba la mật và pháp tạng của Bồ Tát. 2. Đối với các chúng sinh, tâm không kiêu mạn, thọ phi như pháp, tự biết độ lượng. 3. Xả bỏ tất cả các tà mạn, an tâm biết độ, trụ nơi thánh chúng. 4. Không nói lỗi lầm hư thật của người, không tìm khuyết điểm của người. Nếu đối với các pháp tâm luôn thông đạt thì đời đời thiện căn cũng tăng trưởng thù thắng trong sáng, không còn thoái mất. Thì Nam, có bốn loại tâm vô định quanh co Bồ Tát thường phải xả bỏ, những gì là bốn? Đó là: một, đối với pháp của chư Phật, sinh tâm nghi hối không chắc thật, tuy vậy đời đời không được hủy bán, phải nên nghĩ rằng chỉ có Phật tác chứng pháp Phật vô lượng về các chúng sinh, tùy theo căn cơ mà giảng nói sâu xa khó lãnh hội, chỉ có Phật tự biết, chẳng phải chúng ta hiểu được, do vậy không sinh tâm trái nghịch. Thì Nam, đây là bốn pháp khiến cho các chúng sinh sinh tâm kiêu mạn, sân hận, phiền não đối với lời dưỡng của người, khởi tâm ganh ghét, mắng chửi, tiếng ác ấy lan rộng. Thì Nam, đó là bốn loại tâm tạ nịnh Đại Bồ Tát thường phải xả bỏ. Thì Nam, Đại Bồ Tát có đủ bốn loại tướng chân thật. Những gì là bốn? Đó là: một, không bao giờ che giấu những tội đã phạm, ở đến người khác phát lộ sám hối, sửa đổi tâm không còn che đậy trói buộc. 2. Nếu dùng lời chân thật mà phải mất nước, mất mạng, mất tài vật, những việc quan trọng như vậy cũng không bỏ lời nói chân thật, cũng không tạo các nhân duyên cho lời nói khác. 3. Hoặc bị tất cả việc ác như mắng chửi, hủy báng, đánh đập, trói buộc các loại thương tích nguy hại, khi thọ những khổ này chỉ tự trách mình đã tạo nghiệp từ quá khứ, nên không sân hận người khác, không ôm lòng oán ghét người, khéo trụ nơi tính lực từ tâm thanh tịnh. 4. Hoặc đối với pháp sâu xa của chư Phật có tên khó hiểu, đều có khả năng tính thọ đọc tụng hành trì.
thì anh em đó là bốn pháp có bốn tướng chân thật ngay thẳng. Thì anh em có bốn loại pháp tạo hình ngang bướng khó điều phục. Những gì là bốn? Đó là một, đọc tụng kinh điển để mà hí luận, miệng tuy nói pháp nhưng không hành theo. Hai, trái nghịch, không tin những lời dạy bảo. Ba, không thể khiến tâm hoan hỷ, tùy thuận cung phụng cúng dường các bậc hòa thượng A Sa Lê về những phước điền, làm tổn giảm sự cung kính cúng dường của tánh thí, từ trái với thọ nguyện xưa mà thọ tánh thí. Bốn, thấy các đức điều ngự và Bồ Tát đại sĩ thì khởi tâm khinh khi, kiêu mạn, không cung kính. Thì năm đó là Bồ Tát có bốn loại pháp ngang bướng khó điều phục. Thì năm Bồ Tát có bốn tướng điều thuận. Những gì là bốn? Đó là một, khéo giảng nói pháp được nghe, hành theo lời nói, nương tựa nơi pháp, không nương nơi lời nói. Hai, phụng hành lời dạy của thầy, không thông hiểu về ý nghĩa sâu xa. Ba, lời nói mạch lạc, việc làm đều thiện, không xa ý thầy, không thoái mất giới định tuệ, dùng tâm điều thuận mà thọ sự cúng dường. Bốn, tất các điều thiện cung kính ưa thích, tính thuận bậc đại sĩ, điều thuận theo lời dạy thiện, thị trì đức hạnh. Thì nam đó là bốn tướng điều thuận của Bồ Tát. Thì nam Bồ Tát có bốn sự sai lầm. Như vậy là bốn, đó là một, người không nên tin mà cùng đồng ý với họ là Bồ Tát sai lầm. Hai, nói pháp sâu xa cho chúng sinh chẳng phải là bậc pháp khí là Bồ Tát sai lầm. Ba, người ưa giáo pháp đại thừa mà nói pháp nhỏ cho họ là Bồ Tát sai lầm. Bốn, hoặc khi bố thí, chỉ bố thí cho người trì giới, người thiện, cúng dường mà không cho người ác là Bồ Tát sai lầm. Thì năm đó là bốn sự sai lầm của Bồ Tát. Thì năm Bồ Tát có bốn chánh đạo. Những gì là bốn? Đó là một, sinh tâm bình đẳng đối với các chúng sinh. Hai, nương nơi Phật tuệ, tin tất cả chúng sinh bình đẳng. Ba, thuyết pháp cho các chúng sinh một cách bình đẳng. Bốn, làm cho các chúng sinh đồng trụ nơi chánh hạnh một cách bình đẳng. Thì năm đó là bốn chánh đạo của Bồ Tát. Thì năm Bồ Tát có bốn loại bạn, chẳng phải là tri thức thiện, chẳng phải bạn lành. Những gì là bốn? Đó là một, người cầu thanh văn chỉ muốn tự lợi. Hai, người cầu duyên giác tâm ưa việc nhỏ. Ba, người thích kinh điển ngoại đạo Lộ Già Gia Đà trau chuốt văn chương. Bốn, người ưa gần gũi những nơi làm tăng lợi ích thế gian, không thích hợp, không thích lợi ích nơi pháp. Thì nam đó là có bốn loại bạn, chẳng phải tri thức thiện, chẳng phải là bạn lành của Bồ Tát. Thì nam Bồ Tát có bốn loại bạn lành, bốn tri thức thiện. Những gì là bốn? Đó là một, các vị đến sinh là tri thức thiện vì nhân duyên hành đạo. Hai, người khéo nói pháp là tri thức thiện vì tăng trưởng điều thiện. Ba, người khuyên ta xuất gia là tri thức thiện vì vượt ra khổ của ba cõi. Bốn, chư Phật Bồ Tát là tri thức thiện vì làm tăng trưởng chánh pháp vi diệu. Thì nam đó là bốn loại bạn lành, bốn tri thức thiện của Bồ Tát. Thì nam Bồ Tát có bốn hạng, chẳng phải là Bồ Tát mà tựa như Bồ Tát. Những gì là bốn? Đó là một, tham cầu lợi dưỡng, không cầu chánh pháp. Hai, tham cầu danh tiếng, không cầu công đức. Ba, tham cầu tụ vui, không cứu chúng sinh. Bốn, dùng pháp diệt khổ nhưng thích tụ tập đồ chúng, không ưa tịch tỉnh. Thì nam đó là bốn hạng, chẳng phải Bồ Tát mà tự như Bồ Tát. Thì nam có bốn hạng Bồ Tát chân thật. Đó là một, khéo tin pháp không nhưng cũng tin nghiệp báo. Hai, biết tất cả pháp không có ngã, ngã sở nhưng hay khởi tâm đại bi đối với các chúng sinh. Ba, rất thích niết bàn nhưng thường vô hóa nơi sinh tử. Bốn, bố thí khắp cho chúng sinh, không cầu quả báo. Thì nam đó là bốn loại công đức của Bồ Tát chân thật. Thì nam Bồ Tát có bốn kho tàng lớn. Đó là một, như có Bồ Tát gặp Phật xuất thế, như vậy mà được nghe sáu pháp ba la mật và nhận ý nghĩa nghĩa lý ấy. Hai, dùng tâm vô ngại hầu người nói pháp. Ba, tâm không biến nhát, không một chút sao lãng. Bốn, trụ nơi a lan nhã, không hề phóng dật. Thì nam đó là bốn kho tàng lớn của Bồ Tát. Thì nam Bồ Tát có bốn loại pháp có thể hủy hoại việc ma. Đó là một, thường không sợ bỏ tâm Bồ Đề. Hai, đối với các chúng sinh tâm không vương vấn ngăn ngại. Ba, đều giác tri những cái sự chấp trước. Bốn, tâm không khinh chê tất cả chúng sinh.
Thì Nam đó là bốn loại pháp của Bồ Tát có thể hủy hoại việc mà. Này thì Nam Bồ Tát có bốn loại hành nghiệp phước đức chẳng thể nghĩ được. Những gì là bốn? Đó là một, dùng tâm thanh tịnh thực hành pháp thí; hai, sinh tâm đại bi đối với người phá giới; ba, sơn dương tán thán tâm bồ đề đối với các chúng sinh; bốn, tu tập nhẫn nhục đối với người vô lực. Thì Nam đó là bốn loại hành nghiệp phước đức chẳng thể nghĩ lượng của Bồ Tát. Thì Nam Bồ Tát có bốn loại pháp phá tan trụ địa vô minh của phiền não. Những gì là bốn? Đó là một, giới phẩm thanh tịnh chẳng vi phạm giới khinh giới trọng; hai, thâu giữ chánh pháp không sợ mệt nhọc; ba, bố thí đèn sáng cúng dường ruộng phước; bốn, xả thí tài vật không có thân sơ. Đó là bốn loại pháp phá tan trụ địa vô minh phiền não. Thì Nam Đại Bồ Tát có bốn loại pháp đạt được trí vô ngại. Những gì là bốn? Đó là một, thường hành pháp thí tâm không mong cầu; hai, thọ trì chánh pháp tương ứng với lý; ba, không sinh ganh ghét đối với lợi dưỡng của người khác; bốn, luôn tự thâu giữ tâm không sinh kiêu mạn. Đó là bốn loại pháp đạt được trí vô ngại. Thì Nam chẳng phải do danh tự gọi là Bồ Tát mà phải khéo hành pháp thiện, hành tâm bình đẳng mới gọi là Bồ Tát, hoặc khéo thành tựu 32 pháp cũng gọi là Bồ Tát. 32 pháp là gì? Đó là một, thường vì chúng sinh hết lòng cầu pháp lạc; hai, khi tất cả chúng sinh được trụ trong nhất thiết trí; ba, thường tự xưng tán hàng pháp khí vô thượng; bốn, tôi không oán ghét trí tuệ người khác; năm, phá trừ kiêu mạn ham thích Phật đạo; sáu, tâm địa kiên cố cung kính không dối; bảy, thân nhau trọn vẹn cho đến khi thành Phật; tám, đối với người thân kẻ sơ tâm thường bình đẳng; chín, nói từ mỉm cười biết lượng lời nói; 10, khéo tâm hỏi trước mặt không nhăn nhó; 11, làm công việc trọn vẹn không bỏ lỡ; 12, rộng về chúng sinh mà hành đại bi bình đẳng tâm không mệt mỏi; 13, đa văn không chán; 14, tôi trách lỗi mình không trách lỗi người; 15, đối với người có tội từ bi mà quả trách; 16, dùng tâm bồ đề hành các oai nghi; 17, đã hành bố thí không mong đền đáp; 18, hành trì giới luật không cầu sinh thiên; 19, xin nhận vô ngại đối với các chúng sinh; 20, vì tu tất cả các thiện căn nên khuyên hành tinh tấn; 21, bỏ vô sắc giới chỗ nơi thiền định; 22, hành tòa phương tiện hợp với bốn nhiếp pháp; 23, tâm từ bình đẳng đối với người trì giới phá giới; 24, chí tâm nghe pháp tâm ưa xa lìa tịch tỉnh; 25, trụ nơi A Lan nhã không thể đếm các loại vinh hoa nơi thế gian; 26, ở trong đại thừa tái lợi ích là hơn; 27, lìa trí thức ác gần gũi bạn lành; 28, thường vận hành bình đẳng bốn loại tâm thanh tịnh hiện bày năm thần thông diệu dụng; 29, thường nơi chân lý; 30, đối với các chúng sinh tà hạnh chánh hạnh đều không xả bỏ; 31, lời nói chắc chắn quý pháp chân thật; 32, trong tất cả thiện căn lấy tâm bồ đề làm thượng thủ. Nếu ai đủ 32 pháp này gọi là ở quả vị Bồ Tát, thì Nam công đức của Bồ Tát vô lượng vô biên. Nên dùng nhân duyên thế dụ mới biết rõ. Thì Nam với vô đại địa chúng nạp các chúng sinh, tôi không phân biệt, không mong báo ân. Bồ Tát cũng vậy, từ lúc mới phát tâm cho đến khi an tọa nơi đạo tràng, tất cả chúng sinh đều được lợi ích. Nhưng tâm Bồ Tát không phân biệt, không mong báo ân. Thì Nam với như nước nuôi sống tất cả trăm loại cây, lúa, cỏ, thuốc, cây cối, rừng rậm đều được tăng trưởng. Bồ Tát cũng vậy, tự tâm thanh tịnh, từ bi trùng khắp, sống ấp tất cả chúng sinh khiến cho tăng trưởng tất cả pháp thiện. Thì Nam với như lửa có khả năng hầm chín trăm loại lúa gạo, cỏ thuốc, hoa quả. Trí tuệ Bồ Tát cũng là như vậy, khéo làm thành tựu tất cả thiện căn. Thì Nam với như phong luân có khả năng thành lập tất cả thế giới, quốc độ chư Phật, phương tiện của Bồ Tát cũng là như vậy, khéo thành lập tất cả pháp thiện. Thì Nam như mặt trăng mới mọc, ánh sáng ngày càng tăng trưởng rực rỡ, tâm tịnh của Bồ Tát cũng là như vậy, tất cả pháp thiện ngày càng tăng trưởng. Thì Nam với như mặt trời mọc, cùng lúc phát sáng, rộng vì tất cả chúng sinh mà chiếu soi, Bồ Tát cũng vậy, phải ánh sáng trí tuệ chiếu khắp tất cả chúng sinh trong cùng một lúc. Thì Nam như sư tử vương đi đến đâu cũng không kinh sợ, Bồ Tát cũng vậy, trì giới thanh tịnh, trí tuệ chân thật ở bất cứ nơi đâu cũng không kinh sợ. Thì Nam với như đại tượng vương quý giá, khéo được điều phục, chuyên chở đồ nặng mà tâm không mệt mỏi. Bồ Tát cũng vậy, khéo điều phục tâm, làm lợi ích lớn mà tâm không mệt mỏi.
thì Nam với như hoa sen sinh ở trong nước mà không bị nước làm nhiễm ô. Bồ Tát cũng vậy, sinh ở thế gian nhưng không bị các pháp thế gian làm ô nhiễm. Thì Nam như người đốn cây, cây sinh trở lại. Bồ Tát cũng vậy, vì phương tiện lực tôi đoạn cách sở nhưng còn ưa thích thiện căn nên sinh trở lại nơi ba cõi. Thì Nam với như các dòng nước ở khắp nơi chảy vào biển cả trở thành một vị. Bồ Tát cũng vậy, dùng đủ loại pháp môn tu tập các căn lành hồi hướng vì đạo quả Bồ Đề vô thượng đều thành một vị. Thì nay với như tôi Di Xoan Vương là nơi ý chỉ của chư thiên trời đau lợi và tứ thiên vương, tâm đại Bồ Đề của Bồ Tát cũng là như vậy, lấy nhất thiết trí làm chỗ nương tựa. Thì Nam như đại quốc vương dùng sức mạnh nước quần tần để khéo làm việc nước, trí tuệ của Bồ Tát cũng là như vậy, dùng lực của phương tiện khéo hành tất cả Phật sự. Thì Nam biết như trời trong xanh quang đãng không có mây, chắc chắn không có tướng mưa. Người ít nghe pháp nghe Bồ Tát nên không có chỗ hiểu biết, không thấm nhuần pháp vũ cũng là như vậy. Thì Nam biết như trời có mây, chắc chắn có mưa. Chúng sinh sung túc mầm cây sinh trưởng, từ mây đại bi Bồ Tát phát khởi mưa pháp lớn tạo lợi ích cho chúng sinh cũng lại như vậy. Thì Nam như chuyện luân thánh dương, đến ở nơi nào cũng đủ bảy báu. Bồ Tát cũng vậy, đến ở nơi nào cũng hiện bày đầy đủ 37 phẩm pháp nơi thế gian. Thì Nam như có chỗ ngọc báu mà đi thì có vô lượng vàng bạc cho báu. Bồ Tát cũng vậy, đến ở nơi nào thì nơi đó có vô lượng trăm ngàn thứ báu là thanh văn bích chi Phật. Thì Nam như chư thiên ở cõi trời đau lợi, vào rừng tạp tạng tùy ý sử dụng tự tại. Bồ Tát cũng vậy, nhờ tâm chân tịnh nên đối với các chúng sinh giáo hóa một cách bình đẳng. Thì Nam biết như Phật nơi chú thuật quốc thuốc độc chẳng thể hại. Bồ Tát có cách xử cũng là như vậy, nhờ lực của trí tuệ nó không bị đọa nơi cõi ác. Thì Nam như nơi thải bỏ các thứ phân uế trong thành lớn, nếu trồng mía nho vào trong ruộng ấy thì có lợi ích. Bồ Tát có cách xử cũng như vậy, chủ tập khí còn lại vì nhất thiết trí mà tạo nhân duyên. Thì Nam ví như có người chưa từng học pháp binh khí thì không thể dụng võ. Bồ Tát cũng vậy, chẳng học tập tất cả các pháp thì không thể tính toán chọn lọc phân biệt thọ trì tu hành. Thì Nam ví như thợ gốm, đối với những đồ gốm chưa được nung thì không cho vào lửa lớn. Bồ Tát cũng vậy, đối với các chúng sinh có trí tuệ kém cỏi không thể lắng nghe pháp lớn của chư Phật thì không giảng nói cho họ. Dĩ nhiên người đó nghe được ác sinh cuồng loạn. Thì Nam Đại Bồ Tát muốn học kinh Bảo Vân Vi Diệu thì thường phải tu tập pháp chánh quán đích thực. Thế nào là chánh quán? Tư duy chân thật là pháp chánh quán, không ngã, không quán ngã nhân chúng sinh thọ mạng, gọi là chánh quán chân thật trung đạo. Thì Nam quán chân thật nghĩa là quán sắc chẳng phải thường, cũng chẳng phải vô thường. Quán thọ tưởng hành thức chẳng phải thường, cũng chẳng phải vô thường. Đó gọi là pháp quán chân thật trung đạo. Vì sao? Vì thường là một bên, vô thường là một bên. Chính giữa của hai bên, thường với vô thường, không sắc, không hình, không mạng, không nhận biết. Đó gọi là pháp quán chân thật trung đạo. Ngã là một bên, vô ngã là một bên. Chính giữa của hai bên, ngã với vô ngã, không sắc, không hình, không mạng, không nhận biết. Đó gọi là pháp quán chân thật trung đạo. Thì Nam hoặc tâm có thật một bên, hoặc tâm chẳng phải thật là một bên, hoặc không có tâm thức, không có tâm số, các pháp đại địa, đó gọi là pháp quán chân thật trung đạo. Như vậy, pháp thiện, pháp bất thiện, các pháp thế gian, pháp xuất thế gian, pháp có tội, pháp vô tội, hữu lậu, vô lậu, hữu vi, vô vi, cho đến có cấu, không cấu cũng là như vậy. Lìa hai bên, chẳng chấp giữ, cũng chẳng thể nói bày, đó gọi là pháp quán chân thật trung đạo. Thì Nam, có là một bên, không là một bên, chính giữa có không, không sắc, không hình, không nhận biết, đó gọi là pháp quán chân thật trung đạo. Thì Nam, ta đã nói 12 nhân duyên, vô minh chuyên hành, hành chuyên thức, thức duyên, danh sắc duyên, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sinh, sinh duyên già, chết ưu bi khổ não. Nhân duyên như vậy là chiếu tập thành khối khổ lớn. Nếu vô minh diệt thì hành diệt,
hành diệt thì thức diệt, thức diệt thì danh sắc diệt thì lục nhập diệt thì xúc diệt thì thọ diệt thì ái diệt thì thủ diệt thì hữu diệt thì sanh diệt, sinh diệt thì già chết ưu bi. Các khổ não lớn như vậy chứ. Minh cùng vô minh không hai không khác. Nếu biết như vậy gọi là pháp quán chân thật trung đạo. Như vậy hành và phi hành, thức cùng với đối tượng của thức, sinh sắc có thể thấy cùng không thể thấy, các lục nhập cùng phi lục nhập, xúc và đối tượng của xúc, thọ và thọ diệt, ái cùng ái diệt, thủ cùng thủ diệt, hữu cùng hữu diệt, sinh cùng sinh diệt, già chết và già chết diệt đều là không hai, không khác. Nếu biết như vậy gọi là pháp quán chân thật trung đạo. Là nữa thì nam xét quán chân thật, chẳng do quán không mà khiến các pháp không. Vì pháp vốn tự tánh là không, chẳng do quán vô tướng mà khiến pháp vô tướng. Vì thể tánh của pháp vốn tự là vô tướng, chẳng do quán vô nguyện mà khiến pháp vô nguyện. Chỉ vì tánh của pháp vốn là tự là vô nguyện, chẳng do quán vô khởi, vô sinh, vô ngã, vô thủ, vô tánh. Chỉ vì xưa nay các pháp vốn là vô khởi, vô thủ, vô tánh. Nếu quán như vậy gọi là quán chân thật. Lại nữa thì nam chẳng do vô nhân gọi là không, vì không tự nó vốn là không, khoảng trước khoảng sau khoảng giữa cũng không. Vì pháp vốn tự không, chẳng do sắc diệt thành không, nên nương vào không chứ nương vào người. Nếu do đạt được không mà nương vào không thì Phật gọi là gọi người này là thoái đọa. Thì nam ta khởi ngã kiến tích tụ như núi tu di, cho nên chấp nơi không kiến rồi khởi tạm mạng. Vì sao? Vì tất cả kiến chấp còn có không để đối trị, còn nếu khởi không kiến thì chẳng thể đối trị. Thì nam như lương y cho thuốc để trị bệnh mà giấu kính thuốc này không đưa ra ngoài, ý ông nghĩ sao? Như vậy người bệnh chắc được lành chăng? Bồ Tát Bảo Tát đáp: Không, bạch Thế Tôn, thuốc này không đưa ra ngoài thì bệnh ấy càng nặng. Phật bảo: Thì nam, các kiến chấp như vậy chỉ không mới diệt được, nếu khởi không kiến thì chẳng thể diệt, chẳng thể trị. Ví như có người kinh sợ hư không đến nỗi kêu gào đấm ngực, nói như vậy: Bỏ hư không ấy đi, ý ông nghĩ sao? Hư không như vậy có thể trừ bỏ chăng? Bồ Tát Bảo Tích đáp: Không, bạch Thế Tôn. Phật bảo: Thì nam, nếu sợ pháp không như vậy thì ta nói người này là cuồng loạn mất tâm. Vì sao? Về người vì thường đi trong không mà sợ không. Ví như thợ vẽ tự tay vẽ tượng quỷ dạ xoa, khi thấy liền kinh sợ bất tỉnh ngã xuống đất. Tất cả phàm phu cũng là như vậy, tự tạo sắc thân hương vị xúc nên qua lại sinh tử, thọ các khổ não không tự nhận biết. Thì nam với như huyễn sơ giả tạo mảnh hổ, hổ hư huyễn thành rồi trở lại ăn thịt huyễn sơ. Sa môn hành đạo cũng là như vậy, pháp của đối tượng được quán đều không, đều vắng lặng không có người thấy, sơ quán như vậy cũng không. Thì nam với như hai cây không có tướng lửa, dùng hai cây cọ nhau từ trong phát sinh ra lửa, nhau đó thiêu cây ấy. Thì nam quán chân thật như vậy sẽ sinh trí tuệ của bậc thánh, thánh trí sinh rồi nhau đó diệt bỏ thật quán. Thì nam với như đốt đèn, tất cả ám tối đều tự không còn, không từ đâu đến cũng không đi về đâu, chẳng phải đến từ phương đông cũng chẳng đến từ phương nam, tây bắc bốn hướng thượng hạ, mà đèn sáng này cũng không nghĩ rằng ta có thể diệt tối. Không vì pháp đèn sáng thì tự không có bóng tối, sáng tối đều không, không tạo tác, không giữ lấy. Thì nam trí tuệ chân thật như vậy sinh thì vô trí tự diệt, trí cùng vô trí hai tướng đều không, không tạo tác, không giữ lấy. Thì nam với như nhà tối ngàn năm chưa từng có ánh sáng, giả sử có người ở trong ấy đốt đèn, yêu nghĩ sao? Chấp bóng tối nghĩ rằng ta ở đây lâu nên không đi đâu. Bồ Tát Bảo Tích đáp: Không, bạch Thế Tôn,
chỉ khi đốt đèn bóng tối vô lực ắt phải diệt đi. Phật bảo: Thì nên như vậy đối với nghiệp kết tích tập hàng trăm ngàn vạn kiếp lâu nay, dùng trí nhất quán liền có thể diệt trừ. Đèn ánh sáng ấy là dụ cho thánh tuệ căn lành, am tư ấy chỉ cho các nghiệp kết tụ. Thì nên với những người gieo giống giữa hư không mà có thể tăng trưởng thì điều này không thể có. Bồ Tát thụ chứng cũng là như vậy, làm tăng trưởng pháp Phật thì điều này không thể xảy ra. Thì nam, với nhiều gieo giống ở nơi ruộng tốt thì có thể sinh trưởng, điều ấy có thể xảy ra. Bồ Tát cũng vậy, có thể tăng trưởng Phật pháp nơi thế gian uế tạp có các kết sử. Thì nam, với như những nơi lục địa cao nguyên không thể sinh hoa sen, Bồ Tát cũng vậy, ở trong vô vi không thể sinh Phật pháp. Thì nam, với như nơi nước động bùn nhơ mà sinh hoa sen, Bồ Tát cũng vậy, sinh trưởng pháp Phật nơi bùn nhơ sinh tử, nơi chúng sinh tà định. Thì nam, ví như nước nơi bốn biển là nơi đầy ắp muôn loài sinh sống, Bồ Tát có vô lượng các thiện căn hữu vi cũng là như vậy. Thì nam, ví như tách một sợi lông làm thành trăm phần, lấy một phần nhúng vào một giọt nước biển, tất cả hàng thanh văn có thiện căn hữu vi cũng là như vậy. Thì nam, với như lụa trấu nơi con trùng, hạt cải thanh văn có trí tuệ hữu vi cũng là như vậy. Thì nam, chỉ như mười phương hư không là vô lượng vô biên, Bồ Tát có trí tuệ hữu vi cũng là như vậy. Thì nam, với như chuyển luân thánh dương, có đại phu nhân mang thai 7 ngày, đứa nhỏ ấy có độ tướng chuyển luân dương, được chư thiên tôn trọng hơn những đứa con của người khác, dù thân lực đầy đủ. Vì sao? Vì thai vương tử này chắc chắn tiếp nối ngôi vị dòng thánh vương tôn quý. Thì nam, Bồ Tát sơ tâm cũng là như vậy, tuy chưa đầy đủ các tướng Bồ Tát, nhưng chư thiên các thần đều hết lòng tôn trọng như thai vương tử. Vì sao? Vì Bồ Tát như vậy là chắc chắn nối tiếp ngôi vị tôn quý, không đoạn hạt giống Phật. Thì nam, dĩ như một hạt ngọc lưu ly tối thắng hơn thủy tinh, Bồ Tát cũng vậy, tôi sẽ phát tâm liền tối thắng hơn tất cả các loại chúng sinh. Thì nam, ví như ngày phu nhân của đại vương sinh con, tiểu vương quần thần đều đến bái kiến, Bồ Tát cũng vậy, lúc mới phát tâm chư thiên người đời đều kính cẩn lễ bái. Thì nam, ví như trên tuyết sơn vương, các cây có thuốc hiện bày, không có chỗ nào chen chúc, không có chỗ phân biệt, tùy theo mỗi bệnh đều có thể được khỏi. Bồ Tát cũng vậy, tất tập trí được không có chỗ phân biệt, rồi vì chúng sinh mà cứu độ bình đẳng. Thì nam, như trăng mới mọc, chúng sinh ái kính còn hơn cả trăng tròn. Thì nam, chúng sinh như vậy, tin điều Như Lai nói, ái kính Bồ Tát còn hơn Như Lai. Vì sao? Như các Bồ Tát sinh ra Như Lai. Bây giờ được Thế Tôn bảo Đại Bồ Tát Bảo Tích: Này thì nam, Đại Bồ Tát thường vì tạo lỡ cho tất cả chúng sinh mà tu tập phạm hạnh công đức thanh tịnh, thiện căn vô thượng, dùng tâm bình đẳng tiếp cho chúng sinh được trí dược cùng khắp mười phương, trị liệu tất cả bệnh khổ phiền não, khiến cho rốt ráo không còn tái khởi. Thế nào gọi là trí dược của Bồ Tát? Đó là quán bất tịnh trị bệnh tham dục, dùng tâm từ trị bệnh sân hận, dùng quán nhân duyên trị bệnh ngu si, dùng quán không trị các vọng kiến, dùng quán vô tướng trị các ức tưởng phân biệt cảnh giới, dùng quán vô nguyện trị tất cả nguyện nơi sinh nơi tam giới, dùng bốn phi điên đảo trị bốn điên đảo, dùng quán vô thường trị bệnh chấp thường điên đảo trong vô thường, dùng pháp khổ trị bệnh chấp vui điên đảo trong các khổ, dùng pháp vô ngã trị bệnh chấp ngã điên đảo trong vô ngã, dùng niết bàn tịch diệt trị bệnh chấp tình điên đảo trong tất cả bất tịnh, dùng quán bốn niệm xứ thân thọ tâm pháp để đối trị bốn loại điên đảo, thuận quán tướng thân không rơi vào ngã kiến, thuận quán tướng thọ không rơi vào ngã kiến, thuận quán tướng tâm không rơi vào ngã kiến, thuận quán tướng pháp không rơi vào ngã kiến. Bốn niệm xứ này có khả năng trị tất cả bệnh về thân thọ tâm pháp, mở cửa niết bàn. Dùng bốn chánh cần có thể đoạn trừ các pháp bất thiện đã sinh, các pháp bất thiện chưa sinh thì không cho sinh.
Các pháp thiện chưa sinh làm cho sinh, pháp thiện đã sinh làm cho tăng trưởng. Nói tóm lại, những điều này có khả năng đoạn trừ tất cả các pháp bất thiện, thành tựu tất cả pháp thiện. Dùng bốn như ý túc, sở trì, tướng, thân, tâm, hiệp nhất, khiến được thần thông tự đại như ý. Dùng năm căn, sở trì, vô tính, biến nhất, thất niệm, loạn tâm, vô tuệ của tất cả chúng sinh. Dùng năm lực, diệt sạch các phiền não. Dùng bảy giác phần, sửa trị nghi hối, sai lầm trong các pháp. Dùng tám chánh đạo sửa trị các tà đạo của tất cả luận sư. Thiện nam đó là trí tuệ, diệu dục rốt ráo. Bồ Tát thường phải tu tập ân cần thực hành. Thiện nam trong cõi diêm phù đề, y vương kỳ bà là tối thắng đệ nhất. Bồ Tát có khả năng làm cho tất cả chúng sinh trong tam thiên đại thiên thế giới đều như kỳ bà. Nhưng nếu có người hỏi về bệnh mà còn nghi hối, tà kiến, phiền não, cách sự trong tâm, thì thuốc còn chưa thể đáp ứng, huống nữa là có thể trị. Do vậy, Bồ Tát trong lòng phải nên suy nghĩ, ta không nên dùng thuốc thế gian cho là đủ. Ta phải tu tập trí dược xuất thế, cũng tu tất cả phước đức thiện căn. Như vậy, Bồ Tát đã được trí dược biến khắp mười phương, trị các bệnh phiền não cho tất cả chúng sinh một cách rốt ráo. Sao gọi là trí dược xuất thế gian của Bồ Tát? Là tình biết các pháp từ duyên hợp sinh ra. Tình tất cả pháp là vô ngã, vô nhân, vô chúng sinh, vô thọ mạng, vô tri kiến, không tác giả cũng không kẻ thọ nhận. Tín hiệu thông đạt không ngã và ngã sở. Đối với pháp không này, không có chỗ sở đắc, không kinh, không sợ, chuyên cần tinh tấn mà tìm tướng của tâm. Đại Bồ Tát tìm tâm như vậy, tâm này là gì? Hoặc tâm tham dục chăng? Hoặc tâm sân hận chăng? Hoặc tâm ngu si chăng? Hoặc tâm quá khứ, vị lai, hiện tại chăng? Nếu tâm quá khứ thì quá khứ đã diệt. Nếu tâm vị lai thì vị lai chưa đến. Nếu tâm hiện tại thì hiện tại không dừng. Tâm này chẳng phải trong, chẳng phải ngoài, cũng chẳng phải ở giữa. Tâm này không màu sắc, không phân biệt, không hình tướng, không kiến, không tri, không có trụ xứ. Tâm như vậy, mười phương ba đời tất cả chư Phật chẳng phải đã thấy, chẳng phải đang thấy, chẳng phải sẽ thấy. Tất cả, nếu tất cả chư Phật quá khứ, vị lai, hiện tại đều không thấy thì tại sao nó đang hiện hữu? Chỉ vì cho duyên vọng tưởng điên đảo nên sinh tâm các pháp mỗi mỗi sai khác. Thì nam tâm ấy như huyễn, nghĩ tưởng phân biệt tạo các loại nghiệp, thọ các loại thân. Thì nam tâm đi như gió nơi phi cảnh giới, đi xa khó bắt. Tâm như nước chảy, sinh diệt không dừng. Tâm như điện sáng, duyên hợp không có. Tâm này như ánh chớp, sát na không dừng. Tâm như hư không, bị nơi phiền não khách trần ngang che. Tâm như khỉ vượng, luân chuyển từ cảnh này sang cảnh khác khắp các cảnh giới. Tâm như thợ vẽ, khéo tả các loại nhân duyên nghiệp. Tâm không tạm dừng, đeo đuổi các loại phiền não. Tâm chỉ có một, không có hai. Tâm như đại vương, làm chủ, tăng thượng tất cả các pháp. Tâm thường độc hành, không bạn lữ. Tâm như oan gia, hay tạo các khổ não. Tâm như dơi điên, dẫm đạp trẻ con và các nhà đất. Tâm ai hủy hoại tất cả các thiện căn. Tâm này tham vướng như cá mắc câu, ở trong thọ khổ mà sinh tưởng vui. Tâm này như mộng, ở trong vô ngã mà sinh tưởng ngã. Tâm như ruồi sanh, ở trong bất tịnh mà khởi tưởng tịnh. Tâm như kẻ nợ chủ, luôn sinh khổ sở. Tâm như kẻ như quỷ ác, tìm chỗ sơ xuất của người. Tâm thường cao thấp, tham sân bất não. Tâm như trộm cướp đoạt mất thiện căn. Tâm thường tham sắc như con thiêu thân, giam mình vào lửa. Tâm thường tham tiếng như âm vang của trống trận. Tâm thường tham hương như heo ưa chỗ như nhớp. Tâm thường tham vị như lạc đà thích mật. Tâm thường tham xúc như ruồi thích dầu. Thì nay Bồ Tát cầu tướng tâm như vậy nhưng chẳng thể đạt được. Nếu chẳng thể đắc thì phi quá khứ, hiện tại, vị lai. Nếu phi quá khứ, hiện tại, vị lai thì ra khỏi ba đời. Nếu ra khỏi ba đời thì phi hữu vô. Nếu phi hữu vô thì không khởi. Không khởi tức là không tánh. Nếu không tánh thì không sinh. Nếu không sinh thì không diệt. Nếu không diệt thì không lìa. Nếu không lìa thì không đến, không đi, không lui, không sinh. Nếu không đến, không đi, không lui, không sinh thì không có các hành. Nếu không có các hành thì tức là vô vi. Nếu được vô vi thì tức là làm tất cả các việc căn bản của chư thánh.
Trong ấy không có trì giới, phá giới. Nếu không có sự trì giới và phá giới, thì không làm cũng không có gì là không làm. Nếu không làm và không có gì là không làm, thì không có tâm và tâm số pháp. Nếu không có tâm và tâm số pháp, thì không có nghiệp, cũng không có nghiệp báo. Nếu không có nghiệp và báo, thì không có khổ vui. Nếu không có khổ vui, thì là tánh thánh. Trong ấy không có nghiệp, cũng không khởi nghiệp. Không có thân nghiệp, cũng không có ý nghiệp. Trong ấy không có trên dưới sai khác. Tánh thánh bình đẳng giống như hư không. Tánh này bình đẳng, không có hơn, kém. Tất cả các pháp đồng một vị. Tánh này bình đẳng, lìa xa tất cả tướng thân tâm. Tánh này lìa xa tất cả các pháp, tuân theo niết bàn. Tánh này thanh tịnh, lìa xa tất cả phiền não câu uế. Tánh này không có ngã, ngã sợ. Tánh này chân thật, tuân theo như như. Tánh này tịch tỉnh, tự an lạc. Tánh này không có cao thấp, xuất ra từ bình đẳng. Tánh này chân thật là đệ nhất nghĩa. Tánh này vô tận, rốt ráo không sinh. Tánh này thường trụ, các pháp thường như vậy. Tánh này an lạc là niết bàn đệ nhất. Tánh này thanh tịnh, lìa tất cả tướng. Tánh này vô ngã, cầu chẳng thể được. Thì nam, các ông nên khéo quan sát bên trong, chớ chạy theo bên ngoài. Thì nam, trong vị lai, sa môn như chó theo vật. Sao gọi là như chó theo vật? Vì như có một người dùng một vật ném trước mặt chó, nó liền bỏ người mà đuổi theo vật. Như vậy, thì nam có các sa môn thanh tính sĩ, thanh tính nữ, kính sợ sắc thanh hương vị xúc. Tuy trụ nơi A Lan Nhã thanh vắng, một mình không bè bạn, liền mọi sự ồn náo, thân lìa năm dục, nhưng tâm không xả bỏ. Người này vẫn nhớ về sắc thanh hương vị xúc, tâm tham vướng nơi vui, không quan sát bên trong, không biết làm sao để lìa năm trần. Do không biết, nên có lúc đi vào làng xóm thành ấp, ở giữa mọi người bị năm dục trói buộc. Ở chỗ thanh vắng, trì giới hữu lậu, chớ được sinh thiên. Là bị năm dục nơi cõi trời trói buộc. Từ trên trời mạng chung, chẳng thoát khỏi ba đường ác, địa ngục, súc sinh, ngạ quỷ. Đó gọi là sa môn như chó theo vật. Thì nam, thế nào là sa môn không như chó kia theo vật? Nó có sa môn bị người mắng chửi mà không báo thù, chỉ tự trách lòng, tìm cách hàng phục tâm. Nghĩ quá như vậy, người mắng là ai, người thọ là ai, người đánh là ai, người hại là ai, người hủy bán là ai, người sân là ai. Đó là sa môn không như chó si kia theo vật. Thì nam, những người đều phục ngựa, nếu ngựa cứng đầu lại bị giáo phục. Hành giả cũng vậy, tôi cho tâm hướng đến mà khéo thu nhiếp, không để phóng dật. Thì nam với những người yết hầu bế tắc, liền có thể bị chết. Cũng vậy, thì nam tất cả các kiến, chỉ có ngã kiến mới hay đoạn dứt mạc căn trí tuệ. Thì càng với như có người tùy theo chỗ trói buộc mà cầu giải thoát. Cũng vậy, thì nam tùy theo chỗ tâm đắc nhiễm mà cầu giải thoát. Thì nam người xuất gia có hai loại tâm ô nhiễm bất tịnh, những gì là hai: một, độc tụng các chú thuật ngoại điển văn chương thế gian; hai, chứa nhiều các loại phục sức y bát tốt. Lại có là người xuất gia bị trói chặt do hai loại, những gì là hai: một, bị trói buộc do chấp trước; hai, bị trói buộc vì sự cúng dường. Lại người xuất gia có hai loại chướng pháp, những gì là hai: một, thân cận với hàng bạch y; hai, oán ghét bạn lành. Lại người xuất gia có hai loại câu uế, những gì là hai: một, nhận chịu phiền não; hai, mong cầu nơi các đàn vị. Là người xuất gia có hai loại mưa gây hại, những gì là hai: một, hủy hoại thiện căn trái ngược chánh pháp; hai, thân phá giới mà thọ nhân tính thí. Là người xuất gia có hai loại ôn nhọt, những gì là hai: một, ưa bày tội lỗi; hai, tự che tội mình. Là người xuất gia bị hai loại tiêu đốt, những gì là hai: một, dùng tâm câu uế á chấp nơi pháp phục; hai, giả là người trì giới đã nhận sự cúng dường. Là người xuất gia có hai loại bệnh, những gì là hai: một, ôm dự tâm thượng mạng mà điều phục tâm; hai, phá hoại người khác phát tâm đại thừa. Thì nam phàm là sa môn có bốn loại, những gì là: bốn,
một sa môn trái hiện hình tướng, hai sa môn oai nghi giả dối, ba sa môn cầu danh, bốn sa môn hành hạnh chân thật. Sao gọi là sa môn trái hiện hình tướng? Đó là sa môn hình tướng đầy đủ pháp phục tăng già lê, cạo bỏ râu tóc, mang bát, thành tựu tướng sa môn. Nhân nghiệp thân bất tịnh, không khéo hộ thân, sang tham, bê trễ, lòng ác phá giới, vân vân. Đó gọi là sa môn trái hiện hình tướng. Sao gọi là sa môn oai nghi giả dối? Đó là sa môn bốn oai nghi giải thân đầy đủ, đi đứng ngồi nằm nhất tâm an tường, đoàn các mỹ vị, tu bốn thánh chủng, liền xa các chỗ ồn ào, nói năng mềm mỏng. Đức hạnh như vậy chỉ muốn dối trá, chẳng vì tịch tỉnh, đối với pháp không thấy có sợ đắc. Nơi không sợ đắc mà sinh lo sợ, như tưởng bị sa hầm. Đối với người thuyết pháp sinh phẫn nộ, như tưởng oán tặc. Đó gọi là sa môn oai nghi giả dối. Sao gọi là sa môn cầu danh? Đó là sa môn ngụy tạo tướng mạo, ra vẻ trì giới, muốn để người khác nghe biết ta là Đa Văn, một mình ở nơi thanh vắng, không có một chút ồn ào, muốn để người biết ta trụ nơi A Lăng Nhã, tiểu dục tri túc, tu pháp xa lìa, muốn để người biết ta tu hành chán bỏ. Tu hành như vậy chẳng vì tịch tỉnh, chẳng vì đắc đạo, chẳng vì sa môn, chẳng vì quả niết bàn tối thắng vi diệu, thế gọi là sa môn cầu danh. Thì nam sao gọi là sa môn hành hạnh chân thật? Đó là sa môn đối với mạng sống tự thân còn chẳng sinh tham, cũng nữa là danh tiếng lợi dưỡng, nghe pháp không vô tướng vô nguyện, lòng rất là vui mừng, thuần đạt chân như, hành theo lời nói, chẳng vì niết bàn mà tu phạm hạnh, để đạt ưa thích ba cõi là nơi chốn không an lạc. Đối với pháp không chẳng còn hú nữa là ngã kiến, chúng sinh nhân kiến, ý chỉ nơi pháp mà cầu giải thoát. Cầu giải thoát là không dông đuổi theo bên ngoài, thấy tất cả pháp xưa nay vô cấu, rút ráo thanh tịnh, chỉ nương tự thân không mưu người khác. Đối với pháp thân Phật còn chẳng chấp trước, hú nữa là sắc thân, dùng pháp không xa lìa mà không thấy pháp. Hú nữa là tham chấp nơi âm thanh lời nói, dùng pháp vô vi còn không thấy tăng. Hú nữa là thấy có chúng hòa hợp ở trong các pháp, không có chỗ đoạn trừ, không có chỗ tu hành, không sinh sự sinh tử, cũng không thủ đắc niết bàn, biết tất cả pháp xưa nay vốn tịch diệt, không thể có chứng đắc, cũng không cầu giải thoát. Đó là sa môn hành hạnh chân thật. Như vậy thì nam các ông nên học hành chân thật của sa môn, cho chấp vào phân tự không, không có lợi ích. Thì nam với những người bằng cùng hà tiện cưỡng xưng là phú quý, ý ông nghĩ sao? Người bằng tiện này xứng danh ấy chăng? Bồ Tát đáp không, thưa Đức Thế Tôn, Phật bảo cũng vậy. Này Bảo Tích, tuy là sa môn mà không có đức hạnh chân thật của sa môn thì khác nào người nghe mang danh từ hư giả. Thì nam ví như có người trôi nổi giữa biển, khát nước mà chết. Cũng vậy, này Bảo Tích, có các sa môn tuy đọc tụng nhiều các loại kinh điển mà chẳng dứt cơn khát tham sân si, ở trong nước giáo pháp mà chết khát, phiền não đọa lạc, do đọa vào các đạo ác. Thì nam, với như y phương chứa nhiều các loại thuốc, tự thân mang bệnh mà chẳng thể trị. Người đa văn có bệnh phiền não cũng là như vậy, tuy có đa văn nhưng chẳng dứt phiền não, làm sao có thể tự lợi. Thì nam, với như có người uống thuốc quý của vua nhưng chẳng biết, chẳng tiết chế nên bị thuốc não hại. Người đa văn có bệnh phiền não cũng là như vậy, được pháp dược tốt mà chẳng thể tu hành, lại tự hại tuệ mạng. Thì nam, ví như ngọc bó mani rất trong chỗ bất tịnh, chưa dùng liền được. Cũng vậy, người đa văn tham đắm nơi lợi dưỡng thì chưa có thể làm lợi ích tất cả hàng trời người. Thì nam, ví như người chết tham đắm nơi vàng bạc anh lạc, người đa văn phá giới mặc pháp phục, thọ sự cúng dường của người cũng là như vậy. Thì nam ví như con của trượng giả, hoặc nam hoặc nữ, tôi tắm rửa sạch, cắt bỏ móng tay móng chân, xong ướp nước hương, mặc y phục mới báu mới sạch, tôi điểm trang nghiêm thân, dập đầu bằng tràng hoa. Cũng vậy, này Bảo Tích, người đa văn thọ trì giới tịnh mặc pháp phục, nhận sự cúng dường của người cũng là như vậy.
Thiện nam có bốn hạng người phá giới, tu như khéo trì giới luật, giống như là bốn. Đó là hạng người dễ như trì giới đầy đủ, trong tâm thường kinh sợ tội lớn nhỏ, nghe giới pháp đều khéo thực hành, thân khẩu ý nghiệp đều minh bạch, chánh mạng thanh khiết. Người trì giới như vậy, luận bàn giảng nói ngã, đó là hạng phá giới thứ nhất, tựa như khéo trì giới luật. Thiện nam là có hạng người trì tụng giới luật, làm theo lời nói, nhưng không diệt trừ thân kiến, đây là hạng phá giới thứ hai, vừa tựa như khéo trì giới luật. Thiện nam là có hạng người trì giới đầy đủ, chấp dưỡng nơi tướng của chúng sinh mà hành tâm từ, ngay tất cả pháp xưa nay không sinh mà tâm rất kính sợ, đây là hạng phá giới thứ ba, tựa như khéo trì giới luật. Thiện nam là có hạng người tu 12 hạnh đầu đà đầy đủ mà thấy có tướng của tội, đây là hạng phá giới thứ tư, tựa như khéo trì giới luật. Thiện nam trì giới là vô ngã, vô ngã sở, không tạo tác, phi không tác, phi không tác, không có pháp làm, cũng không có người làm, vô hành, vô phi hành, vô thành, vô bất thành, vô thủ, vô xả, không thể lấy, không thể bỏ, không có chúng sinh, cũng không có tên chúng sinh, không có tâm, cũng không có tên tâm, không có thế gian, không gì là không thế gian, buông ý chỉ, không ý chỉ, không gì là không ý chỉ, không vì trì giới mà tự cao ngạo, cũng không khinh gian người phá giới, cũng không nhớ tưởng phân biệt giới này. Này Bồ Tát Bảo Tích, đây gọi là thánh giới, giới vượt sinh tử, chứ không chỗ nương, không chấp trước nơi ba cõi. Bây giờ Đức Thế Tôn muốn lập lại ý nghĩa này nên nói kệ: người trì giới thanh tịnh, không cấu, không sở hữu, trì giới không kiêu mạn, cũng không nương tựa đâu. Trì giới không ngu si, cũng không bị ràng buộc, trì giới không trần uế, cũng không có sai trái, trì giới tâm hiền thiện, thường vắng lặng rút ráo, lìa xa tất cả sự nhớ tưởng các phân biệt, giải thoát các loạn niệm, là tịnh trì giới luật giới Phật, không tham tiếc thân mạng, không dựng tạo các hữu, tu tập các chánh hạnh, an trụ nơi chánh đạo, đó gọi là Phật pháp. Trì giới tịnh chắc thật, trì giới không nhiễm đời, cũng không đương pháp đời, sống được trí tuệ sáng, không si ám sở hữu, không ngã không tưởng kia, đã biết thấy các tướng, đó gọi là Phật pháp. Chân thật tịnh trì giới, không có bờ đây kia, cũng không có khoảng giữa, ở trong không bị thử, cũng không có chấp trước, không trói, không cắt lậu, cũng không có khi dối, đó gọi là Phật pháp. Chân thật tịnh trì giới, tâm không đắm danh sắc, không sinh ngã ngã sợ, đó gọi là an trụ. Chân thật tịnh trì giới, tuy trì các giới hạnh, nhưng tâm không tự cao, cũng không cho là trên, vượt giới cầu trí tuệ, đó gọi là chân tịnh. Chân thật trì giới tướng thanh tịnh, không cho giới là trên, cũng không quy tâm muội. Vượt hai việc này rồi, tu tập nơi trí tuệ vắng lặng không sở hữu, là các tánh thánh hiền. Người giới tịnh như vậy được chư Phật khen ngợi, tâm thoát khỏi thân kiến, trừ diệt ngã ngã sở, tín hiệu nơi chư Phật, thực hành pháp không tịch, trì thánh giới như vậy thì không ai sánh bằng. Nhưng nương giới được tam muội năng tu tuệ, nhờ nước vào tu tuệ sớm được trí thanh tịnh, người đã được trí tịnh là đủ giới thanh tịnh. Khi Đức Phật giảng nói pháp này, có 500 sa môn không còn thọ nhận nơi các pháp, tâm được giải thoát. 32.000 người lìa xa trần cấu, được pháp nhãn tịnh. 500 sa môn được thiền định, nghe pháp sâu xa này tôi không tin hiểu, không thể thông đạt, tâm không hội nhập, nên từ tòa đứng dậy trở về núi rừng. Khi ấy Đại Ca Diếp đến trước Đức Phật thưa Bạch Thế Tôn, vì sao 500 sa môn này được thiền định là không thể tin hiểu vào sau nơi pháp, nên đứng dậy bỏ đi? Phật dạy Đại Ca Diếp, các sa môn này vì tăng trưởng mạng, vì tăng thượng mạng, nghe giới tướng vô lưu thanh tịnh này, không thể tín hiểu thông đạt thấu rõ,
Phật đã nói kệ nghĩa ấy sâu xa, nhưng họ chẳng thể lãnh hội. Vì sao? Vì Bồ đề của chư Phật là rất thâm diệu, đã không có phước đức, chưa trồng thiện căn, chạy theo bản ác, thì chẳng thể tinh thọ pháp sâu xa này một cách rốt ráo. Này trưởng giả Đại Ca Diếp, vào thời Phật Ca Diếp, trong quá khứ, 500 người này là đệ tử của ngoại đạo, đi đến chùa Phật muốn tìm lỗi Phật, nhưng nghe Phật giảng nói pháp, liền được ít tính tâm, tự nghĩ Phật này hiếm có, thích nói pháp diệu, nhân duyên là do tâm thiện phước đức này, nên sau khi mạng chúng sinh lên cõi trời đảo lợi, từ cõi ấy họ bị đọa xuống cõi Diêm Phù Đề, ở nơi pháp ta mà được xuất gia. Các sa môn này nhiễm sâu các kiến chấp, nên nghe pháp thâm diệu không thể tín hiểu, không thể tùy thuận, không thể thông đạt. Nhưng nhờ là của nhân duyên là được nghe pháp sâu xa, nên có được lợi ích lớn, không vì đời này mà bị đọa lạc vào cõi ác. Họ sẽ dùng thân mà được nhập Niết Bàn. Đức Thế Tôn liền bảo trưởng lão Tu Bồ Đề, ông đến chỗ các sa môn kia và nói chỉ dẫn để họ được giải thoát. Trưởng lão Tu Bồ Đề thưa bạch Thế Tôn, những sa môn ấy ở chỗ Phật giảng nói hãy còn chẳng tính thọ, hay có thể tính thọ lời con nói chăng? Khi ấy Như Lai liền hóa làm hai vị đi theo đường của 500 sa môn kia. Các sa môn ấy thấy hai người ấy mới hỏi rằng: hai ông đi đâu? Đáp: chúng tôi muốn đến chốn A Lăng Nhã, sống nơi núi rừng thanh vắng tu tập thiền định. Vì sao? Vì Phật nói pháp thù thắng, nhưng tôi không thể tín hiểu. Các sa môn nói: thưa trưởng lão, chúng tôi nghe Phật nói pháp cũng không thể hiểu được, nên muốn vào núi tu thiền định. Hóa Sa Môn đáp: chúng ta nên lìa tâm trái nghịch tự cao, phải nên tìm cầu lãnh hội nghĩa lý Phật nói. Vì sao? Vì không cao ngạo, không tranh chấp là pháp của Sa Môn. Các Sa Môn ấy hỏi: thưa trưởng lão, như Niết Bàn mà Phật nói là không, không sở hữu, vậy ai đạt được Niết Bàn? Ở trong thân này là có ngã, nhân, chúng sinh, thọ giả, tác giả, sĩ phu, Phật, già, la, đạt được Niết Bàn chăng? Hóa Sa Môn lại hỏi: pháp gì gọi là Niết Bàn? Các Sa Môn đáp: thưa trưởng lão, tham sân si diệt tận nó gọi là Niết Bàn. Hóa Sa Môn nói: này các trưởng lão, tham sân si có thể diệt tận, vậy này chúng ở nơi nào? Các sa môn nói: tham sân si này chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, cũng chẳng ở giữa. Nếu không nhớ tưởng phân biệt hư vọng thì tham sân si này sẽ không sinh. Hóa Sa Môn nói: này các trưởng lão, nếu vậy thì không nên phân biệt. Này các trưởng lão, nếu không phân biệt thì không tham sân si, há sinh được chăng? Tham sân si này nếu không sinh thì gọi là tịch tỉnh, không là sinh tử, không là niết bàn. Này các trưởng lão, nhờ giới định tuệ giải thoát tri kiến nên không sinh không diệt. Này các trưởng lão, pháp bình đẳng như vậy hiển bày rồi về niết bàn. Các pháp bình đẳng này tánh tướng là không tịch, chẳng lấy chẳng bỏ. Này các trưởng lão, nên diệt cái tướng tưởng niết bàn ấy, nếu nơi vô tướng mà tác tưởng hiểu biết, hoặc nơi có tướng mà tác tưởng hiểu biết. Nơi có không này mà khởi tưởng thì gọi là trói buộc. Này các trưởng lão, phải nên nhập vào định diệt thọ tưởng. Nếu một khi nhập vào được định diệt thọ tưởng thì việc làm đã xong, đã viên mãn, không còn việc gì nữa. Khi Hóa Sa Môn giả nói lời ấy, 500 sa môn không còn thừa nhận các pháp, tâm được giải thoát. Được giải thoát rồi, họ đi đến chùa Phật, đầu mặt tác lễ, đưa ra ngồi một chỗ. Lúc đó, trưởng lão Tu Bồ Đề hỏi các sa môn: các ông đã đi đến đâu? Nay từ đâu lại? Các sa môn đáp: thưa trưởng lão, Phật giảng nói pháp không từ đâu đến, cũng không đi về đâu. Hỏi Sa Môn: các ông làm sao nghe pháp? Các Sa Môn đáp: chẳng bị trói buộc,
chẳng được giải thoát. Hỏi: Sa môn, các ông tập hành pháp gì? Đáp: Chẳng do được nên không bị mất. Hỏi: Ai điều phục các ông? Đáp: Thân không bền chắc, tâm không chỗ chấp là hai yếu tố điều phục tôi. Hỏi: Các ông làm sao được giải thoát? Đáp: Không đọa vô minh, cũng không sinh minh. Hỏi: Các ông là đệ tử của ai? Đáp: Là đệ tử của vô chứng, vô giác. Hỏi: Các ông khi nào nhập Niết Bàn? Đáp: Khi nào hóa nhân của Đức Như Lai tạo ra và nhập Niết Bàn thì chúng tôi sẽ nhập. Hỏi: Các ông đã được tự lợi chăng? Đáp: Tự lợi chẳng thể tu đắc. Hỏi: Nếu hành hóa của các ông là thành chăng? Đáp: Ngã và ngã sở đều chẳng thể tu đắc. Hỏi: Các ông tu phạm hạnh chăng? Đáp: Ở trong ba cõi không hành, cũng chẳng có gì là chẳng hành. Và phạm hạnh của là phạm hạnh của chúng tôi. Hỏi: Các ông phiền não đã tận chăng? Đáp: Tất cả các pháp đều rốt ráo tận diệt. Hỏi: Các ông phá trừ chúng ma chăng? Đáp: Ấm ma chẳng thể tu đắc. Hỏi: Các ông thừa sự Đức Như Lai chăng? Đáp: Chẳng dùng thân tâm để thừa sự. Hỏi: Các ông trụ nơi Phước Điền chăng? Đáp: Không có chỗ trụ. Hỏi: Các ông đọa các sự sinh tử qua lại chăng? Đáp: Không thường đoạn, không thường loạn. Hỏi: Các ông đoạn các hành chăng? Đáp: Giải thoát vô ngại, đoạn trừ. Hỏi: Các ông lúc ráo sẽ đến chỗ nào? Đáp: Tùy theo hóa nhân của Như Lai đến. Khi trường lão tu Bồ Đề, hỏi các sa môn thì 500 sa môn không còn thừa nhận các dòng chảy sinh tử, tâm được giải thoát. 32.000 người đi xa trần cấu, đắc pháp nhãn tịnh. Bây giờ nơi pháp hội có đại Bồ Tát tên là Phổ Minh. Ở giữa đại chúng chắp tay cung kính bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bồ Tát muốn học kinh Bảo Vân này nên học như thế nào? Đức Phật bảo: Này Thiện Nam, ông nên chuyên tâm học kinh điển ấy. Vì sao? Vì chư Phật Như Lai và nói kinh điển Bảo Vân phi diệu này cho người có thiện căn thực hành chân thật sẽ được lợi ích lớn. Thiện Nam, bây giờ có người chèo thuyền bằng đất muốn qua sông lớn. Thiện Nam, ý ông nghĩ sao? Người chèo thuyền bằng đất này dùng tinh tấn gì để qua được sông lớn như vậy? Bồ Tát Phổ Minh thưa: Bạch Thế Tôn, nên dùng sức tinh tấn đại dũng mãnh. Vì sao? Vì người này nghĩ: Ta nay trôi chìm giữa bốn dòng nước, chớ để thuyền này rơi vào giữa mà bị tan hoại, và dũng mãnh tinh tấn mới qua được. Đức Phật bảo: Đại Bồ Tát Phổ Minh, Bồ Tát cũng vậy, muốn học pháp này phải chuyên cần tinh tấn gấp bội hơn đấy. Vì sao? Vì thân này là vô thường, không có chất thật, khó tinh, khó dưỡng, ác sẽ tan hoại, chẳng trụ được lâu, cuối cùng đều biến diệt. Chưa được pháp lợi, cho đệ nửa chừng bị tán hoại. Vì độ chúng sinh nơi bốn dòng chảy, cho nên ở giữa dòng, giữa sông lớn, thường tạo thuyền pháp, qua lại sinh tử độ các chúng sinh. Bồ Tát tạo thuyền pháp như thế nào? Là dùng tâm bình đẳng làm nhân duyên thuyền đối với các chúng sinh. Lấy sự hành trì vô lượng thiện làm bình chắc, dùng giới hành thanh tịnh làm đồ vượt chướng ngại, lấy sự bố thí và quả bố thí làm vật trang sức, dùng tính tâm nơi Phật đạo làm các cái rừng, dùng tất cả phước đức làm đồ sửa chữa, lấy từ bi hỷ xả làm dây cột chắc chắn, lấy sự nhớ nghĩ nhẫn nhục nhu hòa làm định các bồ đề phần luật tinh tấn kiên cường, các pháp diệu thiện tối thượng trong rừng sinh ra do độ thiền định công đức tuệ nghiệp. Chẳng thể nghĩ bàn như vậy, lấy sự khéo điều tâm vắng lặng làm thầy thợ, hoàn toàn không hủy hoại tâm đại bi thô phục, dùng bốn nhiếp pháp rộng đồ sâu xa, dùng đao trí tuệ để phòng các thứ giặc ác, khéo dùng phương tiện quyền biến ra các loại pháp, gồm tất cả sự phụng hành làm bùa, làm đồ trang sức, dùng bốn chánh niệm xứ làm lầu gác, dùng hành bốn chánh cần làm nhân lực,
dùng bốn như ý túc làm gió mạnh. Lấy sự quán sát khéo léo của năm căn làm thuyền sư, dùng năm lực cường tráng làm đồ phòng bị, dùng sự giác ngộ và bảy giác chi làm phá trừ giặc ma, dùng tam chánh đạo ngay thẳng tùy ý đến bờ kia, lấy sự lìa pháp ngoại đạo, sự dừng chỉ làm sự điều ngự chế phục, lấy sự quán sát làm lợi ích không rơi vào nhị biên, dùng pháp nhân duyên đem lại an ổn rốt ráo, thông suốt pháp đại thừa, biện tài vô tận, danh tiếng lưu khắp, cứu độ mười phương tất cả chúng sinh, từ xuống lên. Các ông nên bước lên thuyền pháp của tôi, theo đạo an ổn để được niết bàn, vượt qua đoạn thường đến bờ vô vi. Thì nam, Bồ Tát thường phải tạo tập thuyền pháp như vậy, dùng vô lượng trong ngàn phản ức thuyền pháp này, lướt đi trong A Tăng Kỳ kiếp sinh tử, đường tất chúng sinh bị trôi giạt đắm chìm. Phật lại dạy Bồ Tát Phổ Minh, nay thì nam, là có pháp hành có thể làm cho Bồ Tát sớm được thành Phật, đó là các việc làm chân thật không hư dối, tu tập pháp thiện sâu dày, thân tâm thanh tịnh, không bỏ tinh tấn, ưa gần ánh sáng, tu tập thiện căn, thường nhớ nghĩ chân chánh, ưa thích pháp thiện, không chán đa văn, đầy đủ trí tuệ, đập nát kiêu mạn, tăng ít trí tuệ, trừ diệt khí luận, đầy đủ công đức, tích sống nơi núi rừng, không có tranh giành, không ở nơi ồn ào, để các bạn ác, tìm cầu các pháp, quyết định nương vào đệ nhất nghĩa, mong cầu trí tuệ, thông đạt các pháp tướng một cách chân thật, cầu việc làm chân chánh nơi pháp không, cầu sự xóa lìa hoàn thành tịch diệt. Thì nào như vậy là Bồ Tát sớm đạt được thần thông của chư Phật, nên học như vậy, tu hành như vậy. Khế trưởng lão đại ca diếp là bạch Phật, hy hữu thay bạch Thế Tôn. Kinh Đại Thừa Bảo Vân như vậy là kinh điển vi diệu, là lợi ích cho vô lượng vô biên tất cả hạng trời người. Nếu thì nam thì nữ nào đối với kinh điển Đại Thừa Bảo Vân này mà thọ trì đọc tụng và nói cho người khác, hoặc tán thán, hoặc dùng các loại cờ phướng hương hoa để đèn để cúng dường, cho đến đọc tụng một bài kệ bốn câu, hoan hỷ tánh thọ không hủy bán, thì người này được phước vô lượng vô biên. Vì sao? Vì quả báo tài thí chỉ ở trong ba cõi, còn diệu lực của pháp thí vượt khỏi tam giới, không già bệnh chết, được vua niết bàn. Nếu người nữ nào hay đọc tụng kinh này thì liền được bốn cõi ác, từ nay về sau vĩnh viễn không thân nữ. Sau khi chuyện thân nữ được làm thân nam, thông minh trí tuệ, sinh nhà chánh tính, sẽ sớm được thành tựu pháp thân Như Lai, giới 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, tam kim cang chân thật bất hoại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Kinh Đại Thừa Bảo Vân. Nguyện đem kính nguyện đem công đức này để nghiêm Phật tịnh độ trên đường bốn ăn nặng dưới cửa khổ ba đường, nếu có ai thấy nghe để phát tâm bồ đề, hết một báo thân này đồng sinh về cực lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô 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 A Di Đà Phật.